Trung tâm điện tử Hạnh Phương xin gửi lời chào tới tất cả các bác. Một buổi chiều đẹp trời, Hạnh Phương này lên những video để giới thiệu cho các bác hai cặp súp Mỹ. Đây là Phương súp đang có hai cặp súp Mỹ chân dài, dành cho những bác nào thích chơi dòng súp Mỹ nòi cho chất âm hay và giá thành hợp lý. Thì trước mắt các bác là đang có hai cặp súp Mỹ. Trước tiên Hạnh Phương giới thiệu bác cặp súp Bát 40. Đây là một trong những dòng súp mà phải nói rằng là cái đôi này đẹp. Đố các bác mà xem video này chỉ cho anh Phương được một cái vị trí nào nó chưa đẹp thì hãy nhớ đánh dấu và chỉ cho anh Phương. Một cặp súp phải nói rằng gần như bóc súp. Những bác nào mà trong phòng khách muốn có một cái chỗ kê đẹp và có một cặp súp hay thì chúng ta có thể sử dụng cặp súp này. Ở trên này chúng ta sẽ thấy rằng là nó có một cái lỗ cắm chân đây. Là các bác có thể dùng cái chân cắm để cắm vào đây, hoặc là đặt trực tiếp một quả loa lên trên này. Thì với cái kích thước nó rơi vào tầm khoảng độ 1 mét như thế này, chúng ta vừa cái tầm tai nghe, cho nên chúng ta có thể đặt một quả loa lên đây rất là đẹp mắt. Và nếu như chuẩn chỉ thì chúng ta đặt lên một cặp loa full JBL nữa thì chấm hết luôn. Đây là Bát 40. Với mã sản phẩm của cặp súp này, đó chính là dòng súp của MM55 hai năm mã. Các bác nhìn cái thùng này, sao này có những cái quả súp nó về đến Việt Nam mình nó còn đẹp trên mức độ này, chuẩn chỉ. Đấy, đằng sau này các bác này, các bác nhìn cái cầu sau của nó này, mới kinh khủng luôn. Mỹ nòi tay phòi của tập đoàn Hackman. Con này có hai chế độ đánh, chế độ đánh pin 1+1-. Đấy, nếu các bác mà gạt lên đây là đánh 1+1-, còn gạt xuống dưới này là 2+2-. Đấy. MM55 mắc đôi. Dòng đây là dòng súp Mỹ JBL. Chắc các bác ở trên thị trường ta sẽ thấy rằng rất ít khi chúng ta gặp một cái cặp súp như này. Đấy. Và đặc biệt là cặp súp này thì nó rất là hay. Bát 40 đẳng cấp luôn. Máy cực chất. Úi giời, giảm công suất đi. Đẩy 1.800 đánh quả súp dã man. Bây giờ anh Phương sẽ cho các bác xem cái nội thất của quả súp này. Bát của nó này, như mới. M52 sạc B hay sạc 8 này. Sạc 8, 8 ôm. Dòng Mỹ nòi tài phòi. Cái này đã có tín hiệu vào đâu, xem lại cái đường dây vào nè. Đường dây cao đông vào nè. Mới nháy có một bên, lấy thêm một đường tín hiệu nữa. Đấy, súp này em đã nói là nó mới như này cơ mà. Các bác nhìn này nó còn mới tinh, thơm nức mùi Mỹ luôn. Đấy, con này là dòng súp đẳng cấp luôn. Các bác nhìn súp nó còn có tụ này, tụ chặn này, có cuộn cảm này. Đấy, các bác nhìn thấy súp nào nó có cái đặc điểm này chưa? Bông tiêu âm còn mới choác choạc. Đấy. Từ cái thùng này các bác để ý cái thùng này, nó chưa có vết bụi luôn. Mướt mượt luôn này. Đẹp mỏng mỏng. Qua nét. Cái con này thì bên ngoài của nó là vỏ này là vỏ nhựa composite. Đấy. Cái nhựa này nó rất là dẻo. Các bác hãy cùng anh Phương test với một quả súp này. Hiện tại thì anh Phương đang đánh một quả súp 4718A này. Tiếng súp rất là gọn gàng, rất là mềm mại. Nó có độ sâu riêng của nó. Đúng là như anh em chúng ta đánh giá là với những dòng súp đời 4 số, tiếng nó đánh hoàn toàn khác với những đời 3 số thông thường. Và hơn nữa thì con này nó sử dụng củ từ đến 220 các bạn. Củ từ 220 côn 100 màng giấy, cho nên độ nhạy của nó rất là cao. Các bác nhìn cái chất màng của nó, nó thể hiện đúng chất luôn, đúng chất.
4718A bát 50 từ 22 côn 100, gọi là dòng súp gọi là hết số luôn đấy. Đây 4718A của anh 4 ôm Mỹ nói luôn. Bác nào mà đã nghe dòng này thì các bác biết chất của nó rất hay. Giá thành thì như anh Phương thông báo thì với một quả súp 4718 này thì giá của nó rơi vào khoảng 10 triệu một quả. Thì ở đây anh Phương thấy rằng là trên thị trường thì thường bán tầm khoảng 11 đến 12 triệu đồng một quả. Riêng anh Phương thì luôn luôn dành những sự ưu tiên lớn nhất cho các bác. Hiện tại chỉ có duy nhất 2 quả, cho nên anh Phương bán với giá rơi vào khoảng độ 10 triệu đồng một quả này. Và bên này thì quả súp 40, bát 40 đẹp như mới, giá của nó là rơi vào 9 triệu đồng một quả. Những bác nào đang quan tâm đến những dòng súp Mỹ, hãy liên lạc với anh Phương với số máy 097198555. Ok, cầm cừ thì tuyệt vời. Anh thích không mà tiếng nó mềm mại và nó rất là hay. Xin cảm ơn tới tất cả các bác, các anh chị em hãy liên lạc với anh Phương ạ. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.